có một bàn tay siêu nhiên bảo vệ bạn an toàn khỏi giây phút sinh tử. Khi chúng ta bước đến một không gian nào đó, nơi đó đã tích lũy những năng lượng từ những câu chuyện xảy ra trong quá khứ. Nếu như nó tích lũy nhiều năng lượng tiêu cực và hình thành nên những vòng xoáy năng lượng tiêu cực, và chúng ta bước đến nơi đó đúng thời điểm vòng xoáy năng lượng tiêu cực này đang hoạt động rất mạnh, chúng ta có thể bị cuốn vào và xảy ra rất nhiều những tai nạn tai ương trong cuộc sống của chúng ta. Khi bạn đối diện với một tình huống ngàn cân treo sợi tóc, giây phút sinh tử của đời bạn, và bạn cảm nhận rất rõ ràng có một thế lực vô hình đang bảo vệ bạn an toàn khỏi tai ương đó. Đó có thể là đấng thiêng liêng mà bạn luôn tin tưởng, đó có thể là tổ tiên của bạn. Bởi vì bạn luôn tinh tấn thể hiện lòng tôn kính biết ơn với những nguồn năng lượng thiêng liêng này, và bạn biết tinh tấn trao dồi lòng từ bi của mình, cho nên trong những giây phút sinh tử, bạn dễ dàng chiêu cảm những nguồn năng lượng thiêng liêng với tần số rung động cao, nâng đỡ bạn, giúp bạn an toàn tránh xa những nguồn năng lượng tiêu cực, vòng xoáy năng lượng tiêu cực. Hãy tinh tấn trong việc trao dồi lòng từ bi và thực hành tâm linh của mình để đón nhận sự bảo vệ che chở từ những nguồn năng lượng thiêng liêng trong vũ trụ. Vô số phước lành đang đến với bạn.